Messi đối đầu với Ronaldo ở Trung Quốc. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có thể sắp có một trận đấu giao hữu ở nơi mà người hâm mộ Việt Nam dễ dàng theo dõi trực tiếp. Kể từ khi Cristiano Ronaldo rời Real Madrid và Lionel Messi rời Barcelona, người hâm mộ không còn thấy những màn thư hùng nảy lửa giữa hai ngôi sao này. Khi bộ đôi này đều rời châu Âu và tới hai châu lục khác nhau, cơ hội này càng khó hơn. Tuy nhiên, theo nhà báo Ali Alabat, công ty tiếp thị quốc tế của Trung Quốc rất muốn tổ chức một trận đấu giao hữu giữa Inter Miami và Al Nassr ở đất nước tỷ dân. Quả thực, nếu công ty Trung Quốc có thể biến điều này thành hiện thực, thì đó chẳng khác nào một giấc mơ đối với nhiều người hâm mộ bóng đá. Hàng triệu cổ động viên sẽ chìm đắm trong hoài niệm khi chứng kiến Empulga và CR7 một lần nữa đối đầu với nhau trên sân cỏ. Vẫn còn phải xem liệu công ty này có thể đạt được thỏa thuận hay không. Đáng chú ý, ý tưởng này xảy ra sau khi Al Nassr nhận lời mời tham gia một số trận đấu giao hữu tại Trung Quốc hồi tháng 1. Tổng cộng Messi và Ronaldo đã đối đầu với nhau 36 lần và cầu thủ người Argentina thắng nhiều trận hơn. Anh có 16 chiến thắng, còn ngôi sao người Bồ Đào Nha có 11 chiến thắng. Họ hòa nhau 9 lần. Trong các cuộc chạm trán hấp dẫn này, điều đặc biệt là cả hai đều ghi được 21 bàn thắng mỗi người. Mặc dù sự khác biệt về số lần kiến tạo là rất lớn, Messi có tổng cộng 12 đường truyền thành bàn, còn CR7 có 1 kiến tạo. Lần gần nhất Messi và CR7 đối đầu với nhau không phải trong trận đấu chính thức. Cầu thủ người Argentina khi đó đá cho PSG đối mặt với Ronaldo, thành viên của đội Saudi All-Star. Ngày đó thì đội bóng thành Paris đã giành chiến thắng với tỷ số 5-4. Barca dính cáo buộc hối lộ trọng tài. Theo tờ Endibat của Tây Ban Nha, thẩm phán Joaquin Aguirre đã cáo buộc Barca hối lộ liên quan đến khoản thanh toán khoảng 7 triệu euro cho cựu phó chủ tịch Ủy ban kỹ thuật trọng tài José María Eruguez Negreira. Trước đây, truyền thông xứ sở đấu bò bao gồm tờ AS đưa tin Barca đã trả 7 triệu euro cho Negreira trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2018 vì lời khuyên bằng lời nói không có giấy tờ, được cho là sẽ đảm bảo sự đối xử trung lập từ các trọng tài trong những trận đấu. Hai cựu chủ tịch của Barca là José María Bartomeu và Sandro Rosell, cũng như cựu quan chức Negreira cùng con trai Javier Enrique Romero của ông đều bị buộc tội. Luật quy định rõ không một quan chức nào có thể nhận được phần thưởng khi hoàn thành công vụ. Với quyết định này thì được đưa ra dựa trên lập trường của tòa án tối cao, coi Negreira là người thực hiện công vụ. Chủ tịch đương nhiệm của Barca Juan Laporta cho đến nay vẫn né tránh nói về vụ bê bối có thể dẫn đến lệnh cấm thi đấu ở Champions League của Barca. Người ta cáo buộc rằng Negreira đã nhận tiền mặt thông qua công ty vỏ bọc do cựu giám đốc Josep Contreras của Barca thành lập, người được cho là đã rút túi 50% hoa hồng. Rắc rối này như một tin sét đánh đối với Barca, bởi đội bóng của huấn luyện viên Xavi Hernandez đang thi đấu rất vào form. Dĩ nhiên, lệnh cấm nếu có sẽ không được hiệu lực ngay, song nó chắc chắn ảnh hưởng đến những kế hoạch của gã khổng lồ xứ Catalan. Man City chốt bom tấn thay Kevin De Bruyne. Theo The Secret Scout, Man City hiện đang nhắm đến Jamal Musiala thay De Bruyne. Tiền vệ 20 tuổi người Đức hiện đang chơi nổi bật trong áo của Bayern Munich. Anh là mẫu cầu thủ đa năng khi có thể đá tiền vệ trung tâm, hộ công hay là chạy cánh đều tốt. Mùa giải vừa qua, tiền vệ này đã ghi tới 16 bàn thắng trên mọi đấu trường cho đội bóng nước Đức, trong đó có 12 pha lập công tại Bundesliga. Anh có khả năng dứt điểm tốt, đồng thời cũng được đánh giá cao ở khả năng sáng tạo. Musiala đã chơi 130 trận, đóng góp 31 bàn thắng cho Bayern Munich kể từ khi ra mắt đội 1 vào tháng 6 năm 2020. Anh được đánh giá là tương lai của Hùng Xám và đội tuyển Đức. Bởi vậy, Man City sẽ phải chi một số tiền lớn để hy vọng có được điều mình cần. Transfermarkt định giá cầu thủ người Đức khoảng 87 triệu bảng, nhưng Bayern Munich được cho là chỉ chấp nhận bán ngôi sao của mình với số tiền là 120 triệu bảng. Eriksen báo tin vui cho MU. Theo báo chí Anh, Sergio Reguilon, Christian Eriksen và Scott McTominay sẽ trở lại đội hình MU trong cuộc tiếp đón Palace tại vòng 7 Ngoại hạng Anh vào 21 giờ thứ Bảy ngày 30 tháng 9, theo giờ Việt Nam. Bộ ba này đều vắng mặt trong chiến thắng 3-0 của MU trước Palace tại vòng 3 League Cup vừa qua vì bị ốm. Sau trận thắng Burnley 1-0, Reguilon đã có mặt ở trung tâm Carrington. Theo quy định của Quỷ Đỏ, những cầu thủ không khỏe sẽ phải về nhà hoặc yêu cầu tránh xa nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong đội. Reguilon được cho là cảm thấy mệt trước trận thắng Burnley, nhưng đã yêu cầu được ra sân và thi đấu 79 phút trước khi ra nghỉ nhường chỗ cho Raphael Varane. Trước khi đó, Eriksen và Scott McTominay dự kiến sẽ có mặt trong trận đấu với Crystal Palace ở League Cup. Song rốt cuộc, cả hai đều cảm thấy không khỏe nên được huấn luyện viên Erik ten Hag cho nghỉ ngơi.
Khoảng thời gian 4 ngày giữa hai trận là đủ để ba ngôi sao này hồi phục và tất cả họ sẵn sàng thi đấu trước Palace ở vòng 7 Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Tuy nhiên Luke Shaw, Tyrell Malacia cùng với hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka vẫn phải ngồi ngoài dài hạn. Điều đó có nghĩa là Reguilon dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng cho đội hình của MU mùa này, bất chấp anh nằm trong nhóm bị ngó lơ tại Tottenham. Hậu vệ 26 tuổi đã không ra sân cho Spurs kể từ mùa giải 2021-2022 và trải qua mùa giải trước khoa áo Atletico Madrid theo dạng cho mượn. Ở một diễn biến khác thì trung vệ Lisandro Martinez được cho là vẫn sẽ phải ngồi ngoài trong màn tái đấu Palace vào đêm thường thứ bảy, trong khi tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo có thể tái xuất sau đợt FIFA Days vào tháng 10 tới. Nhìn chung MU nói chung và huấn luyện viên Erik ten Hag nói riêng sẽ có thêm nhân sự cho chặng đường phía trước. Nhà Sergio Ramos bị đột nhập. Những kẻ lạ mặt đã tấn công nhà của trung vệ Sergio Ramos khi anh và vợ vắng nhà. Chỉ có hai con của trung vệ này ở nhà với người giúp việc. Sau khi chia tay PSG theo dạng chuyển nhượng tự do ở mùa hè 2023, Sergio Ramos đã quyết định ở lại Tây Ban Nha khoác áo đội bóng cũ Sevilla. Mới nhất thì những kẻ lạ mặt đã tấn công nhà của trung vệ Sergio Ramos. Theo đó, trong khi trung vệ sinh năm 1986 cùng Sevilla thi đấu ở vòng bảng Champions League, còn vợ anh cũng đi vắng, những kẻ lạ mặt đã đột nhập vào dinh thự của anh. Bốn người con của Ramos ở nhà cùng với hai bảo mẫu ở khu đô thị Bulolos de la Mitación. Những kẻ lạ mặt đã khống chế những người có mặt trong nhà để lấy đi tiền bạc, đồ trang sức, đồng hồ và một số món đồ giá trị khác. Rất may là các con và những người giúp việc đã không gặp bất kỳ thương tích nào. Gia đình Sergio Ramos mới chỉ chuyển đến ngôi nhà mới này khi anh trở lại Sevilla. Trung vệ người Tây Ban Nha được cho là đã gọi điện báo cảnh sát. Ramos là cái tên mới nhất trở thành nạn nhân của các vụ cướp. Trước đó thì Aubameyang, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Philippe Coutinho, Gerard Pique và Jordi Alba đều đã bị những kẻ lạ mặt ghé thăm. Barca chốt giá mua đứt Cancelo. Theo tờ El Chiringuito, Barcelona đã đạt thỏa thuận với Man City về thương vụ mua đứt hậu vệ cánh Joao Cancelo. Sau những mâu thuẫn với Pep Guardiola, hậu vệ Joao Cancelo buộc phải ra đi. Vào đúng ngày cuối tháng 1 năm 2023, Man City đẩy Cancelo tới Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt giá trị là 70 triệu euro. Tuy nhiên, anh đã không thuyết phục được cả hai huấn luyện viên Julian Nagelsmann và Thomas Tuchel. Kết quả là Cancelo phải trở lại nước Anh trước khi được Barca mượn về ở những ngày cuối của kỳ tường chuyển nhượng mùa hè 2023. Thời điểm ấy, không ít culé đã tỏ ra e ngại trước cá tính nổi loạn của Cancelo. Nhưng huấn luyện viên Xavi vẫn tự tin mình sẽ cầm cương được những con ngựa bất kham này, giống như ông từng làm với một gã bad boy khác là Pierre-Emerick Aubameyang. Và quả thực Xavi đã làm được điều đó. Vì trong màu áo của Barca, cầu thủ 29 tuổi đang dần lấy lại hình ảnh của một hậu vệ phải hay nhất thế giới. Sau màn ra mắt đầy hứa hẹn trước Osasuna, anh đã bùng nổ với hai bàn thắng và một kiến tạo ở 3 trận đấu kế tiếp. Trong trận đấu gần nhất với Celta Vigo, Cancelo thậm chí còn ghi dấu ấn đậm nét với pha trả ngược để Robert Lewandowski gỡ hòa 2 đều ở phút 85, trước khi tự mình ấn định chiến thắng 3-2 cho Barca sau đó 4 phút. Theo El Chiringuito, đội bóng chủ sân Nou Camp vừa đàm phán với Man City để hỏi mua đứt Cancelo và đôi bên đã sớm đạt thỏa thuận miệng với mức phí là 35 triệu euro. Bởi huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã tìm ra phương án thay thế ngôi sao người Bồ Đào Nha. Như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cựu cầu thủ Benfica sẽ trở thành thành viên chính thức của Barcelona vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Để hướng đến mùa giải 2023-2024 của bóng đá thế giới, ekip huấn luyện viên Mai Anh Tài cần tuyển 5-7 bạn cộng tác viên cho vị trí sản xuất content. Yêu cầu đối với content writer am hiểu về các giải bóng đá hàng đầu châu Âu và bóng đá Việt Nam, nắm bắt tin tức nhanh nhạy, có tư duy sáng tạo về việc lên kịch bản, có khả năng viết lách tốt, văn phong trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp căn bản và quan trọng nhất là có nhiệt huyết, đam mê cũng như tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Đổi lại, các bạn sẽ có cơ hội nhận được mức thù lao hấp dẫn tương xứng với công sức và chất xám bỏ ra, được tiếp cận với môi trường social media chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển, thăng tiến sự nghiệp theo định hướng truyền thông. Anh em có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và tham gia ứng tuyển bằng cách liên hệ gửi CV thông qua địa chỉ mail đang hiển thị trên màn hình. Thay mặt ekip, biên viên Mai Anh Tài xin trọng cảm ơn.